Đó là một từ mà tôi dành riêng cho chiếc xe Honda Brio phiên bản RS này ngày hôm nay. RS chúng ta có thể suy ra với cụm từ đó là Racing và Speed. Tạm dịch ra có thể là đua xe và tốc độ. Bởi lẽ vậy nên ngoại hình của mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này ngày hôm nay các bạn có thể thấy là nó có một cái phong cách thiết kế rất thể thao, trẻ trung và hướng tới những đối tượng khách hàng là khách hàng trẻ. Bởi lẽ vậy nên tôi dám cá chắc chắn với bạn rằng là có rất ít những bác trai bác gái độ tuổi trung niên khoảng tầm từ 45 đến 50 tuổi sẵn sàng mở hầu bao để mua chiếc xe này làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Bởi vì đơn giản nó quá trẻ trung, thanh niên và có vẻ như không phù hợp cho lắm. Đối với tôi thì Honda Brio phiên bản RS là một trong những chiếc xe phải nói rằng là có cái phong cách thiết kế ưng mắt nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là mẫu xe này hiện tại nó lại đang được định giá hơi cao so với các đối thủ ở trong phân khúc xe đô thị hạng A. Bởi lẽ vậy nên một phần nào đó nó đã mất đi những cái gọi là lợi thế cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ ở trong phân khúc. Và yếu tố giá là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định cái sự thành bại của một sản phẩm. Ngày hôm nay hãy đi cùng chúng tôi để khám phá, để trải nghiệm vận hành mẫu xe Honda Brio phiên bản RS. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn chân thành đại lý Honda Tây Hồ đã cho chúng tôi mượn chiếc xe này ngày hôm nay để thực hiện buổi ghi hình, đem tới cho các bạn những nguồn thông tin quý giá và hữu ích về chiếc xe này. Các bạn đang xem video clip trên kênh tin tức đánh giá xe của Auto Việt Nam. Và nếu như các bạn cảm thấy video clip của chúng tôi có nhiều thông tin, ý nghĩa thì các bạn đừng tiếc gì một like, một share để ủng hộ cho toàn ekip của chúng tôi. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá chiếc xe Honda Brio phiên bản RS 2020. Xin chia sẻ với các bạn rằng nếu nói về những hãng xe đến từ Nhật ở tại thị trường Việt Nam thì tôi phải thú thực rằng là tôi có cảm tình nhất với thương hiệu Honda. Bởi vì thương hiệu Honda nó đã gắn liền với chúng ta rất là lâu rồi. Và đến bây giờ thì nó đã ăn sâu vào thói quen, tiềm thức tiêu dùng của đại bộ phận người dân Việt Nam chúng ta, nó cũng không hề đơn giản một chút nào. Và cái thương hiệu Honda thì nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ, quá khứ cho tới hiện tại tương lai chúng ta đang vẫn sử dụng những sản phẩm của Honda. Từ những chiếc xe máy, từ những thập niên đầu tiên chẳng hạn như là Coupe, CD, The Dreamway cho đến những cái sản phẩm ô tô như bây giờ, thì thực sự là cái thương hiệu Honda nó thực sự gắn liền với chúng ta từ những cái giai đoạn ban đầu đất nước phát triển. Và người ta cũng thường thường ví von rằng là nét như Sony và bền Honda cũng đúng. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm ô tô của Honda ở tại thị trường Việt Nam thì thực sự nó cũng không phải thành công một cách vang dội như những cái sản phẩm xe máy. Và cái sự thành công đó nó lại đến từ nhà hàng xóm Toyota. Tuy nhiên thì tôi phải khẳng định rằng là những cái triết lý thiết kế của những mẫu xe Honda nó rất là cởi mở và trẻ trung hơn đa phần rất nhiều những cái hãng xe Nhật tại thị trường Việt Nam. Minh chứng là chúng ta có những mẫu xe sản phẩm như là Honda Civic, Honda Accord hay là Honda City. Và hiện tại mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này cũng vậy. Nó có một cái phong cách triết lý thiết kế rất trẻ trung và mang nhiều những cái dấu ấn thể thao và hướng tới nhiều là những cái đối tượng khách hàng trẻ. Và chúng ta có thể thấy là cái triết lý này thì nó mang rất nhiều những cái phong cách cởi mở. Cởi mở ở đây ý tôi muốn nói đó là ngoại hình, nó là cái tiện ích dành riêng cho khách hàng. Còn lại với cái khả năng vận hành của những mẫu xe Honda thì sao, đặc biệt là với chiếc xe Honda Brio này. Với chiếc xe Honda Brio phiên bản RS này thì nó đang được trang bị một cái khối động cơ 1.2 lít kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp CVT, một trong những cái sự kết hợp mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A hiện nay như là Kia Morning, như là i10 hay là Toyota Wigo. Có mỗi VinFast Fadil là có một cái khối động cơ cấu hình lớn hơn so với những chiếc xe trong phân khúc xe đô thị hạng A. Và với cái sự kết hợp như này thì mẫu xe Honda Brio nó đang có một cái công suất mã lực là 89 mã và mô men xoắn đạt khoảng tầm 110 N. Nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Honda Brio này di chuyển đều chân ga ở những giải vận tốc khoảng 40, 50, 60 ở trong đô thị như tôi đang di chuyển thì các bạn sẽ nhận ra là mẫu xe này nó đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm rất là mềm mại và vượt mà, cũng giống như bao chiếc xe khác ở trong phân khúc xe đô thị ở Hà Nội. Tuy nhiên thì chiếc xe này nó cũng có rất nhiều những thứ hay ho. Nếu như các bạn tăng tốc đột ngột ở những giải vận tốc 40, 50, 60 ở chế độ lái Sport, đấy như tôi đang di chuyển, tôi đang chuyển sang chế độ lái Sport, vòng tua máy thì bắt đầu nó đã ngưỡng cao hơn và nó sẽ đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm tương đối là nhanh nhẹn và phải nói rất thanh thoát.
hiện tại tôi đang di chuyển ở chế độ Sport. Bởi lẽ vậy nên là cái trạng thái động cơ của nó, khi các bạn tăng tốc đột ngột thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái tiếng động cơ. Tuy nhiên thì tiếng động cơ ở đây thì tôi cảm nhận được nó có một cái độ êm, độ tròn và độ rung lắc của động cơ là rất là thấp. Đây là một trong những mẫu xe mà tôi cảm nhận được ở trong phân khúc xe đô thị ở Nga, là một trong những mẫu xe đem lại cái cảm giác thể thao nhất so với những mẫu xe hiện nay. Còn nói về cái khả năng mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe Honda Brio khi các bạn di chuyển như giải vận tốc thấp trong đô thị, thì các bạn sẽ thấy là mẫu xe này nó đang có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 5,3 lít trong 100 km. Đây là một trong những con số rất là bình thường mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hiện nay ở tại thị trường Việt Nam. Còn đối với một chiếc xe được thiết kế để thường xuyên di chuyển đi lại trong đô thị, trong thành phố, thì mẫu vô lăng phải được thiết kế một cách nhẹ nhàng và đem lại một cái cảm giác thư giãn. Và đối với tôi thì tôi đang cảm nhận cái phần vô lăng của chiếc xe Honda Brio phiên bản RS này, nó đang có một cái phần vô lăng nó rất là phù hợp với các bạn lái mới cũng như là các chị em phụ nữ chân điếu tay mềm. Chúng ta cần có một chiếc xe có một cái phần vô lăng đem lại cho chúng ta một cái sự nhẹ nhàng và một cái khả năng di chuyển linh hoạt. Và tôi đang cảm nhận ở những giải vận tốc trung bình và thấp, đối với phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này, cái khả năng phản hồi tương tác mặt đường nó rõ nét hơn khá nhiều so với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hàng ngày hiện nay. Và so sánh với mẫu xe VinFast Vanille thì chiếc xe này nó đang có một cái phần vô lăng không hề thiếu đi những cảm xúc một chút nào. Và tôi đang cảm nhận được cái phản hồi ở trên mặt đường đối với mẫu vô lăng này nó tương đối là rõ ràng so với những mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Còn đối với cái phần hệ thống treo của những mẫu xe trong phân khúc hạng A, hạng B thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều rồi. Nó đều được sử dụng một cái dạng hệ thống treo kiểu MacPherson ở phần phía trước, kiểu dạng thanh dầm xoắn ở phần phía sau. Bởi lẽ vậy nên nếu như các bạn di chuyển ở những giải vận tốc thấp trong đô thị, đi qua những cái mặt đường xấu, gồ ghề, có nhiều voi, ổ gà, hay là chúng ta đi qua những cái phần gờ giảm tốc như thế này, thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái độ cứng, những cái cấu trúc của lưng một cách rất rõ rệt. So với những mẫu xe đến từ Hàn như là i10 hay Morning, thì những mẫu xe đến từ Hàn thì luôn luôn có một cái thiết kế nghiêng về trong đô thị hơn và cái hệ thống treo nó mềm hơn. Và đây cũng là một trong những cái điều rất bình thường, bởi vì bản chất là nhà sản xuất họ sẽ ưu tiên một là phần hệ thống treo cứng để chúng ta có được những cái sự cứng cáp và chắc chắn và an toàn hơn khi chúng ta di chuyển những giảm tốc cao ngoài đường trường, đặc biệt đó là trạng thái ủng tải. Còn nếu như phần hệ thống treo nó mềm thì nó sẽ ưu tiên cho việc là chúng ta di chuyển ở trong phố ở trạng thái ủng tải. Chúng ta sẽ có một cái phần hệ thống treo đem lại cho chúng ta những cảm giác êm hơn so với cái việc là chúng ta có một cái phần hệ thống treo cứng. Và lát chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cảm nhận của chúng tôi với mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này khi chúng ta di chuyển ở ngoài đường trường ở những giải vận tốc cao. Đã đến ngoài đường trường với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị ở Nga thì có lẽ cũng không có quá nhiều thứ để tôi có thể chia sẻ với các bạn. Bởi vì mẫu xe nào trong phân khúc xe đô thị ở Nga cũng đều có một cái khả năng vận hành rất giống nhau khi chúng ta vận hành những giải vận tốc cao ngoài đường trường. Bởi vì những mẫu xe trong phân khúc này thì đều được trang bị một cái cấu hình động cơ tương đối nhỏ và đồng thời đều được kết hợp một cái cụm hộp số vô cấp CVT. Chỉ riêng có VinFast Vanille là một trong những chiếc xe có cấu hình động cơ lớn hơn một xíu. Và nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Honda Brio với một cái khối động cơ 1.2 lít, chúng ta đều chân ga những giải vận tốc khoảng 60 km/h như tôi đang vận hành, thì các bạn sẽ nhận lại được một cái trải nghiệm vận hành tương đối là nhanh nhẹn. Ngay cả khi trên xe ở cái trạng thái có 2 đến 3 người trên xe, khoang hành lý đã full tải. Tuy nhiên nếu như các bạn đều chân ga ở những giải vận tốc khoảng tầm 70 km/h đến 80 km/h, các bạn tăng tốc đột ngột để lên tới 100 km/h, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là mẫu xe có cấu hình nhỏ luôn luôn đem lại cho các bạn một cái trạng thái vận hành tương đối là lầm lì. Cũng rất là dễ hiểu, bởi vì những chiếc xe có cấu hình động cơ nhỏ kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp thì các bạn đừng nên bắt nó làm việc quá sức và đòi hỏi quá nhiều.
Tuy nhiên thì đối với chiếc xe Honda Brio thì như tôi cảm nhận, nếu như các bạn chuyển sang chế độ Sport như thế này, các bạn sẽ có một cái trạng thái vận hành tương đối là mang nhiều những cái tố chất thể thao của những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Và đối với tôi thì Honda Brio nó đang có một cái khả năng vận hành tương đối là lanh lẹ đối với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị ở Nga khi các bạn chuyển sang chế độ Sport. Và cái trạng thái động cơ, ngay cả khi các bạn tăng tốc đột ngột như thế này, ở những giải vận tốc khoảng 80 lên 100 thì các bạn vẫn cảm nhận được những cái trạng thái động cơ êm, độ rung lắc thấp và tiếng ồn thực sự nó không gây ra những cảm giác khó chịu. Và vòng tua máy các bạn sẽ thấy là nó ở ngưỡng tương đối là cao, rơi vào khoảng tầm 4.000 vòng trên 1 phút. Bởi vì khi các bạn chuyển sang chế độ Sport thì vòng tua máy lúc nào nó cũng sẽ để ở những chế độ cao để khiến cho các bạn có những cú vượt xe tương đối là dứt khoát. Tuy nhiên thì đối với những chiếc xe như Honda Brio, VinFast Fadil hay là những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A thì tôi khuyên ở những cái tình huống các bạn vượt xe thì các bạn nên tính toán một cái quãng thời gian nhất định. Chúng ta nên quan sát những chiếc xe ở phần phía bên trái, bên phải, rồi đặc biệt nó ở phần phía đằng trước, để chúng ta tránh bị rơi vào tình trạng đó là vượt xe bị đuối và ở trong cái trạng thái rất là nguy hiểm. Nói về phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, ngay ở những giải vận tốc chậm ở trong đô thị các bạn đã có một cái phần vô lăng tương đối là rõ ràng với cái khả năng phản hồi mặt đường. Ra đến ngoài đường trường thì các bạn sẽ có một cái phần vô lăng tương đối là chắc tay và cái khả năng phản hồi mặt đường nó đã rõ ràng hơn rất nhiều so với việc là khi chúng ta di chuyển ở trong đô thị ở những giải vận tốc thấp. Và đây cũng là một trong những cái phần vô lăng tôi cho rằng đem lại nhiều cảm xúc nhất trong phân khúc xe đô thị ở Nga. Và nó khiến cho tôi cũng cảm thấy tương đối là hài lòng. Còn đối với phần hệ thống treo những mẫu xe trong phân khúc hạng A thì sao? Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều ở những bài đánh giá về những mẫu xe trong phân khúc hạng A, hạng B đều được sử dụng một cái dạng hệ thống treo kiểu mắc vật sưng ở phần phía trước, còn dạng thanh dầm xoắn ở phần phía sau. Các bạn sẽ có một cái trạng thái tương đối là cứng khi chúng ta di chuyển ở trạng thái không đủ tải ở trong đô thị, đi qua những mặt đường xấu, gồ ghề hay là chúng ta đi qua những cái gờ giảm tốc. Tuy nhiên, khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường khoảng 80, 90, 100, các bạn sẽ thấy là những cái phần hệ thống treo cứng nó sẽ đem lại cho các bạn một cái sự cứng cáp và chắc chắn hơn so với một cái phần hệ thống treo được thiết kế mềm hơn, thiên về đi trong đô thị hơn. Đối với tôi đã chia sẻ với các bạn ở trong đô thị, đối với chiếc xe Honda Brio này, nó được thiết kế một cái phần hệ thống treo tương đối là cứng so với những mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Và cái phần hệ thống treo này thì như tôi đã miêu tả thì nó khá giống với chiếc xe VinFast Fadil, một trong những chiếc xe của Việt Nam. Và đối với phần hệ thống treo cứng này thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, các bạn sẽ có một cái khả năng cân bằng hơn, cứng chắc hơn khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, đặc biệt đó là trạng thái gần như đủ tải. Và ở những cái tình huống các bạn chuyển làn đột ngột như thế này đó, hay là các bạn chuyển làn thì các bạn vẫn thấy cái sự cứng vững, cái sự cân bằng của cái phần hệ thống treo nó đem lại cho các bạn một cái sự an toàn và một cái sự kiểm soát rất tốt. Còn về khả năng cách âm chống ồn của những mẫu xe trong phân khúc hạng A nói chung và đối với chiếc xe Honda Brio nói riêng thì chúng tôi sẽ không miêu tả về cảm nhận của chúng tôi về những cái khả năng cách âm chống ồn như vậy. Và chúng tôi sẽ minh chứng bằng cái việc là đo cái khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe này ở những giải vận tốc 60 và 100 km/h. Như tôi đã chia sẻ ban nãy thì mẫu xe này phải nói rằng là nó có một cái ngoại hình rất thể thao và trẻ trung, hướng tới những đối tượng khách hàng là trẻ. Bởi lẽ vậy nên toàn bộ phần thân của chiếc xe mẫu xe Honda Brio này, chúng ta có thể thấy nó có một cái thiết kế ở phần phía đằng đầu xe, thân xe lẫn đuôi xe, rất nhiều những chi tiết góc cạnh. Ở phần thân xe các bạn có thể thấy là mẫu xe Honda Brio nó có một cái đường gân kéo dài từ phần tai xe ở phần phía đằng trước cho tới tít tận phần cửa ở phần phía đằng sau. Còn ở phần phía bên dưới chúng ta cũng có những cái đường gân như vậy ở phần phía bên trên bambule của xe.
Cánh gió cũng là một trong những cái phần chi tiết để nói lên những cái phong cách thể thao của mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này. Còn lại ở phần đầu thì sao? Với phần đầu của chiếc xe Honda Brio phiên bản RS, các bạn sẽ có một trong những cái phần mặt ca lăng xe được thiết kế sơn đen với dòng chữ RS, rồi những cái phần chi tiết lưới tổ ong ở phần phía bên trong. Những mẫu xe mà thiên về những cái tốc độ, thiên về những cái phong cách thể thao thì luôn luôn kết hợp giữa cái việc màu đen và màu đỏ. Bởi lẽ vậy nên là các bạn sẽ thấy là mẫu xe này ở phần phía bên trong khoang cabin xe nó sẽ có những cái tông màu kết hợp giữa màu đen và màu cam, tạo ra một trong những cái không khí, không gian mang rất nhiều những cái phong cách của một trong những chiếc xe đua. Ở phần phía bên dưới, ở ngoại thất, chúng ta sẽ có một cái phần cản ba đợt sốc với rất nhiều những chi tiết góc cạnh cầu kỳ. Và cái phần lưới tản nhiệt hốc hút gió ở phần phía bên dưới cũng được sử dụng bằng những cái chi tiết lưới tổ ong. Rồi cái phần chi tiết hốc hút gió giả ở đây kết hợp với cái phần đèn sương mù, nhưng chỉ được sử dụng bằng bóng đèn halogen thôi. Ở phần phía bên trên thì chúng ta vẫn có một cái phần cụm đèn được sử dụng bằng bóng đèn halogen. Nếu như so sánh với những chiếc xe trong phân khúc thì có vẻ những cái phần chi tiết này của Honda Brio nó không cân xứng đối với một chiếc xe có cái phong cách thể thao như chiếc xe này. Ở phần phía đằng thân xe thì các bạn sẽ có một bộ la răng kích thước 15 inch với những cái đường vát tạo ra những cái cách tạo hình rất là đẹp mắt. Và đối với chiếc xe Honda Brio thì vẫn được sử dụng một bản lốp với thông số kỹ thuật là 185/55. Và đây là một trong những con số rất phù hợp với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A mà chúng ta thấy được ở trên những mẫu xe mà tôi cũng đã có dịp chia sẻ với các bạn rồi. Đối với chiếc xe Honda Brio thì mẫu xe này vẫn được trang bị một cái phần gương có khả năng chỉnh điện, gập điện và có cái đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm ở đây. Phần đuôi xe chúng ta sẽ vẫn thấy một cái phong cách thiết kế dung hòa ở yếu tố đó là một trong những chiếc xe thiên về cái sự thể thao và hướng tới những đối tượng khách hàng là trẻ. Các bạn sẽ thấy là mẫu xe này nó có một cái phần chi tiết cản ba đợt sốc ở phần phía bên dưới theo kiểu dạng hướng gió được sơn đen, trông rất là đẹp đúng không ạ? Rồi những cái phần chi tiết đèn thì cũng vẫn được sử dụng bằng bóng đèn halogen thôi. Nói chung ở phần phía đằng sau hơi đáng tiếc đối với mẫu xe Honda Brio phiên bản RS lại chưa có những cái con cảm biến cảnh báo va chạm và phần chi tiết camera lùi. Nếu như có những cái phần chi tiết công nghệ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng di chuyển linh hoạt ở trong đô thị và an toàn hơn, đặc biệt đối với các bạn lái mới và các chị em phụ nữ. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá bên trong khoang nội thất xe đi. Đối với chiếc xe Honda Brio thì các bạn vẫn chỉ được sử dụng bằng chìa khóa cơ mà thôi, nó không phải là tính năng start stop. Tuy nhiên ở phần phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kích cỡ 6 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay và kết nối với AUX hay là Bluetooth. Đây là một trong những cái tính năng như tôi đã chia sẻ với các bạn, nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái phương tiện giải trí, thông tin, đồng thời là đem lại chúng ta những cái sự thoải mái khi chúng ta di chuyển. Nói về tổng thể thiết kế của chiếc xe Honda Brio, các bạn có thể thấy là mẫu xe này nó có hai cái tông màu chính, đó là màu đen và màu đỏ. Nói về những màu đen, màu đỏ thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới những mẫu xe thiên về những cái phong cách thiết kế thể thao. Đối với mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này, nó dung hòa rất tốt ở phần phía ngoại thất và nội thất xe. Tuy nhiên thì ở phần phía bên dưới này thì tôi cho rằng nó cũng hơi đơn giản. Với những cái phần chi tiết chỉnh gió điều hòa, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở đây bằng cơ chứ không phải là tự động. Rồi ở phần phía bên trên, bề mặt ghế thì cũng vẫn được sử dụng bằng ghế nỉ thôi chứ không phải là ghế da. Và tất nhiên rồi, đối với hai ghế ở phần phía đằng trước thì chúng ta vẫn phải chỉnh cơ. Còn nói về phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio, như tôi đã chia sẻ, nó có một cái phần vô lăng tương đối là rõ ràng khi chúng ta di chuyển những giải vận tốc cao ở ngoài đường trường, đem lại chúng ta một cái trạng thái rất là hay so với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị ở Nga hiện nay. Và đối với tôi thì cái phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio vừa đủ để chúng ta có được những cái sự kiểm soát tốt khi chúng ta cầm lái mẫu vô lăng này. Còn đối với những cái nút bấm ở trên phần phía vô lăng của mẫu xe Honda Brio thì chúng ta sẽ có những cái tăng giảm âm lượng hay là những cái điều chỉnh tính năng ở phần phía bên trên cụm màn hình thông tin giải trí ở đây. Rồi ở phần phía bên tay phải của tôi thì các bạn có thể thấy là nó được ốp những cái phần nhựa giả da ở đây, trông khá là thể thao, và thêm những cái đường chỉ đỏ ở đây nữa. Ok, còn lại thì phanh tay vẫn là phanh tay bằng cơ và chúng ta sẽ có những cái chế độ lái khác nhau như là lái thông thường, lái sport và chế độ chúng ta đi đèo. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút ở phần phía đằng sau nhé. Đối với tôi thì vị trí ghế lái nó đã rộng rồi. Còn đối với khoang hành khách ở phần phía đằng sau của chiếc xe Honda Brio, các bạn có thể thấy là cái vị trí chân của tôi đối với hàng ghế ở phần phía đằng trước nó rất là thanh thang,
chúng ta có một gang tay như này luôn. Đó, các bạn có thể thấy nhá, rất là rộng đúng không ạ? Cảm giác khi các bạn ngồi như này, các bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là thoải mái. Còn ngồi ở vị trí giữa thì sao? Các bạn vẫn có một cái trạng thái rất là thoải mái. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái thế mạnh của những mẫu xe đến từ Nhật, luôn luôn cho khách hàng một cái không gian rất là rộng rãi. Chúng ta có thể rất là thoải mái khi chúng ta di chuyển ở những cái cung đường xa, đặc biệt với gia đình hay là bạn bè. Các bạn có thể thấy đấy, rộng. Hàng ghế này là tôi đã kéo về ở phần phía đằng sau là khá nhiều. Ok,